Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục theo dõi bản tin thời sự của đài CBN trên băng tầng 18.14. Sau đây là phần tin Việt Nam và cộng đồng. Mở đầu bản tin Việt Nam với Quang Nhật. Mở đầu phần tin Việt Nam là tin Hội đồng Liên tôn Việt Nam gặp phái đoàn về tự do tôn giáo quốc tế của Hoa Kỳ. Theo tin từ Sài Gòn, tại Chùa Giác Hoa Sài Gòn hôm thứ Hai đã diễn ra cuộc gặp gỡ giữa một phái đoàn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ với Hội đồng Liên tôn Việt Nam. Phái đoàn Hoa Kỳ gồm có ông Kaisatya Khagai, Giám đốc Văn phòng Tự do Tôn giáo Quốc tế, bà Marai Masher, tổ, trưởng Bộ phận Phụ trách Thái Bình Dương và Đông Á của Cục Dân chủ, Nhân quyền, Lao động và bà Pamela Poist viên chức chính trị của tòa tổng lãnh sự hoa kỳ tại sài gòn về phía hội đồng liên tôn có đại diện của các tôn giáo như hòa thượng thích không tánh của phật giáo các chánh trị sự hứa phi nguyễn kim lân nguyễn bạch phụng và lê thị nho của cao đài ông lê quang hiển ông lê văn sóc của phật giáo hòa hảo mục sư nguyễn hoàng hoa của tin lành và linh mục paulo lê xuân lộc của công giáo hòa thượng thích không tánh đại diện các chức sách trình bày tình hình chung về những vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo tại việt nam các đại diện tôn giáo khác cũng lần lượt trình bày về những sự bách hại cũng như vi phạm trật tự tôn giáo mà các nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang thi hành đối với mỗi tôn giáo. Với từng trường hợp cụ thể, ông Gasgai nói rằng chính phủ Hoa Kỳ nhận thức được tình trạng tự do tôn giáo Việt Nam như thế nào, phải đoàn Hoa Kỳ mong muốn Hội đồng Liên tôn Việt Nam cập nhật thường xuyên những vi phạm tự do tôn giáo tại Việt Nam cho phía Hoa Kỳ. Qua đại diện là viên chức chính trị của tòa lãnh sự tại Sài Gòn trong buổi tiếp xúc này, Hội đồng Liên tôn Việt Nam cũng gửi đến phái đoàn Hoa Kỳ bản tường trình chung về tình hình nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam hiện nay. Bản tường trình nêu rõ những vi phạm nhân quyền bằng luật lệ của Cộng sản Việt Nam như luật tín ngưỡng tôn giáo và luật an ninh mạng, cũng như những cuộc đàn áp trên thực tế đối với các tôn giáo và các chức sắc tôn giáo. Tiếp tục phần tin Việt Nam. Trong 2 năm, nhà cầm quyền Việt Nam cấm 6 người nước ngoài nhập cảnh vì an ninh quốc gia. Tin từ Hà Nội cho biết, theo thống kê từ ngày 1 tháng 2 năm 2017 đến ngày 15 tháng 10 năm 2018, có 336.932 người đã được cấp thị thực điện tử để nhập cảnh Việt Nam. Báo Tuổi trẻ dẫn lời Bộ trưởng Công an Cộng sản Việt Nam Tô Lâm nói trước quốc hội hôm thứ hai rằng, Bộ Công an đã từ chối cho nhập cảnh tổng cộng 18 người nước ngoài trong giai đoạn kể trên, trong đó có 6 người bị cấm nhập cảnh vì lý do an ninh quốc gia và 13 trường hợp bị từ chối vì khai không đúng sự thật khi làm thủ tục. Tuy nhiên, trong hai năm qua, Việt Nam chưa phát hiện người nước ngoài nào nhập cảnh bằng thị thực điện tử có hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia hoặc có vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Hồi tháng 9 vừa qua, Việt Nam gây tai tiếng quốc tế khi cấm nhập cảnh một số nhà tranh đấu nhân quyền quốc tế hàng đầu. Được biết, bà Debbie Strota là tổng thư ký Liên đoàn Nhân quyền quốc tế, bị an ninh phi trường nội bài tạm giữ và sau đó trục xuất vào hôm 9 tháng 9 Ngày hôm sau, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam lại từ chối cấp visa cho một lãnh đạo nhân quyền quốc tế khác, đó là Mina Pimple, giám đốc cao cấp của tổ chức Ân xá Quốc tế. Được biết bà Stora và ông Pimple đều là những diễn giả được mời đến diễn thuyết trình tại diễn đàn kinh tế thế giới WEF 2018. Tiếp nối trong một bản tin là tin du khách Việt bị nghi viết bậy lên đá trong di tích thành cổ Nhật Bản. Theo tin từ Titora Nhật Bản, hàng loạt tờ báo lớn của Nhật Bản mới đây đưa tin về việc Ban quản trị khu di tích thành cổ Yonago ở tỉnh Chidora tìm thấy nhiều chữ và hình vẽ được khắc lên bức tường đá của di tích trong hai ngày 26 và 30 tháng 10 vừa qua. Nhân viên khu di tích đã tìm thấy chữ Nhật Bản và chữ Latin viết ngột ngoạt trên các bức tường. Nổi bật trong số đó là chữ Hào có kích thước khoảng 60cm cùng những hình vẽ ngôi sao và trái tim xung quanh được khắc trên bệ đá nằm ở vị trí cao nhất trong khu di tích. Các báo Nhật Bản chỉ nói đó là ba mẫu tự Latin X, nhưng dựa vào ảnh chụp tảng đá, nhiều người nhận ra đây có thể là tên của người viết bậy và người này là một người Việt Nam. Hiện tại, công luận và cộng đồng mạng Nhật Bản vô cùng phẫn nộ vì vụ bôi bẩn di tích thành cổ Yonago. Ông Hirazama, Ari Kamoto, giám đốc cơ quan văn hóa thành phố Yonago nói không thể chấp nhận việc phá hoại di sản văn hóa những thứ rất có giá trị và ý nghĩa với thế hệ tương lai. Thành cổ Yonago nằm trên núi Minatogawa là một phần tàn tích của những tòa thành được xây dựng vào đầu thế kỷ 16. Khu di tích này là một trong những biểu tượng văn hóa lớn của tỉnh Tariro và những cũng là niềm tự hào của người dân địa phương theo báo Nhật Menichi. Đây là lần đầu tiên xảy ra tình trạng viết vẽ bậy tại khu di tích này. Cảnh sát tỉnh Tatori, thành phố Yonago đang cùng điều tra để tìm thủ phạm. Xin quý vị tiếp tục giữ màn hình của đài CBN trên băng tầng 18.14. Sau một vài thông tin thương mại ngắn gọn, chúng tôi sẽ trở lại trong bản tin văn nghệ và đời sống.